chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Hôm nay Khoa xin cập nhật tiến độ thi công của dự án Vinhomes Grand Park, và Khoa xin tập trung vào các phân khu nhà phố thấp tầng The Manhattan. Thì trước mặt của chúng ta đó là các phân khu nhà phố thấp tầng The Manhattan sát bên công viên 36 hectare. Thì các anh chị thấy là tất cả các phân khu, các dãy nhà đều đã xong tầng trệt và chuẩn bị lên tầng 1. Thì các dãy nhà phố sẽ được bàn giao là một trệt, 4 lầu và một tầng tâm. Còn những căn biệt thự đầu hồi sẽ là một trệt, 3 lầu và một tầng tâm. Đó là trục đường chữ Y trên màn hình của chúng ta. Nói thẳng vào công viên ánh sáng. Thì cái việc tiến độ xây dựng ở đây khá là nhanh các anh chị. The Manhattan thì còn những căn gốc có vị trí khá là đẹp. Các anh chị nào có nhu cầu về nhà phố ở cái phân khu này, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 67 66 55. Đây là những cái căn nhà phố, và ở ngay phía tay phải của chúng ta là những căn biệt thự đơn lập và song lập ngay phía hồ. Thì cây xanh, những dải cây xanh đã được trồng trước, cùng với đó là việc xây dựng những cái nhãi nhà phố rất là đẹp. Có khá là nhiều đơn vị nổi tiếng trong ngành xây dựng Central hay là Hòa Bình đảm nhận cho việc xây dựng những cái nhà phố thấp tầng này. Thì nhà phố thấp tầng The Manhattan có những cái loại diện tích như 84m², 108m², 126m², và những căn biệt thự diện tích lớn tầm khoảng 225m², 250m². Đó là những căn song lập và có những căn biệt thự từ 500m² đất trở lên. Các anh chị nào đã mua và những căn nhà phố The Manhattan giai đoạn đầu, có nhu cầu muốn ký gửi chuyển nhượng thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại 0979 67 66 55. Khoa sử dụng cho Zalo, Viber, Telegram và WhatsApp. Trên màn hình đó là trục chữ Y. Trục chữ Y là trục đường mà có giá đắt đỏ nhất của khu vực này. Công viên ánh sáng của chúng ta hiện bây giờ rất là đẹp nha các anh chị. Video clip được quay vào buổi tối ngày 4 tháng 7 năm 2020. Và cái buổi đêm đó từ chiều cho tới tối là diễn ra cái lễ mở bán cho phân khu The Manhattan Gallery. The Manhattan Gallery là phân khu tiếp nối sau của phân khu The Manhattan. Thì các anh chị nhớ là phân khu 2 là The Manhattan Gallery, phân khu 1 là The Manhattan, mình thêm chữ Gallery. Thì sau này thì Khoa sẽ xin nói ngắn gọn là Glory, thì các anh chị cũng hiểu là đó là phân khu 2 của phân khu thấp tầng nha. Là đó dập về phía sông. Thì Khoa có video clip sau sẽ cập nhật về tiến độ của phân khu The Manhattan Glory. Các anh chị hãy đăng ký subscribe để theo dõi video clip tiếp theo. Chị thấy là những dãy cái nhà phố của Vin thì đặc biệt là Vin là một khu open, nó không phải là một khu cầm bao. Thì những cái căn mà nhà phố ở đây thì sẽ cũng giống như những căn ở khu vực Phú Mỹ Hưng hay là ở khu vực trung tâm, chúng ta có thể kinh doanh, làm ăn, buôn bán bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn, thì không có bị quản lý bởi một trong cái khu cầm bao. Thì đó là cái giá trị mà rất là lớn của phân khu nhà phố thấp tầng của Vin. Chính vì thế các anh chị sẽ thấy cái giá rất là cao.
tầm khoảng 150 m², 50 triệu 1 m² trở lên nha các anh chị. Thì đó là 150 triệu mét vuông, thì đó là đợt 1. Thì những cái đợt sau này thì đã tầm 160 cho tới 180 triệu mét vuông trở lên rồi. Và đặc biệt là chúng ta được bàn giao một trệt 4 lầu và 1 tầng tâm, tính ra là 5 sàn rưỡi. Thì những cái căn đó chúng ta có thể cho thuê ở bên dưới và chúng ta ở 2 tầng bên trên đều được. Và các anh chị thấy là trong cái buổi tối ngày hôm nay thì khá là nhiều khách hàng đi những xe hơi để tham quan công viên và đã có những cái giao dịch cho mình cho phân khu The Manhattan Glory. Thì các anh chị có thể tưởng tượng được là khi mà sau này dân về rất là đông, khu này nhộn nhịp, rất là nhộn nhịp, nhà phố thì có thể làm ăn, kinh doanh khá tốt. Thì cái khu công viên này sẽ là một nơi để tổ chức những cái sự kiện lớn của cư dân Vinhome Strand Park quận 9 của chúng ta, những buổi hòa nhạc hay là những buổi picnic ngoài trời. Ở bên kia sông là dự án của Novaland Aqua City. Thì sau này hai cái dự án này sẽ kết nối với nhau, tạo nên một cái quần thể làm cho cả một khu đông phát triển rực rỡ. Thì sau này chúng ta sẽ từ bên đây và đi qua bên khu Aqua City để hưởng thụ những cái tiện ích vui chơi giải trí ở bên đó đều được, giữa hai đô thị bổ trợ cho nhau cái giá trị sau này. Thì hiện bây giờ đang mở bán những cái phân khu The Manhattan Glory. Anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ với Khoa nhanh qua số điện thoại 0979676655. Thì Khoa có những cái căn nhà phố, căn gốc rất là đẹp và những căn biệt thự. Thì giá những căn biệt thự chỉ tầm khoảng 20,5 tỷ cho tới 26,5 tỷ. Và diện tích là 225 m² và 250 m² như các anh chị. Khá là lớn cho phân khu The Manhattan Glory. Thì phân khu The Manhattan Glory có giá rẻ hơn nhiều so với phân khu The Manhattan. Đến đây thì Khoa xin tạm ngưng video clip. Các anh chị hãy đăng ký kênh để theo dõi các video clip mới nhất về phân khu The Manhattan Glory, nhà phố The Manhattan và The Manhattan Glory vẫn còn một vài căn gốc. Các anh chị hãy liên hệ với Khoa nhanh qua số điện thoại trên nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.